Tin tức tiêu điểm trong tuần. Thời kỳ rực rỡ nhà sách Đông Nam Á mang quê hương đến với các tân di dân. Một tuần sau trận lụt là thời gian cao điểm phát sinh các bệnh truyền nhiễm đường ruột. Bệnh viện NTU thành lập phòng khám đặc biệt cho tân di dân hỗ trợ nhu cầu khám và xét nghiệm trước khi xuất cảnh. Duy trì phúc lợi y tế, bệnh viện Tin Lành Chương Hóa giúp bệnh nhân Việt Nam khi khám bệnh vẫn có thể dùng tiếng Việt. Tân di dân Hoa Liên cùng cục cảnh sát bắt đầu khóa học đào tạo thông dịch viên vào ngày 3 tháng 9. Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng đến với bản tin thời sự NIA. Quý vị thân mến, luồng gió Tây Nam mang lại một lượng mưa lớn, khu vực phía Nam có nơi mưa to và rất to, nhiều ngày không dứt, liên tục chìm ngập trong nước. Cục Quản lý Bệnh án nhắc nhở người dân trong một tuần sau khi trận lụt đi qua sẽ là thời điểm dễ phát sinh dịch tiêu chảy hoặc viêm đường ruột. Nhắc nhở mọi người đợi sau khi nước rút đi hết mới được dùng nước, thức ăn phải được nấu chín, không ăn thức ăn bị úng nước trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh phải rửa tay thật kỹ. Trong khoảng thời gian này, dễ phát sinh các vi trực khuẩn gây bệnh kiết lỵ, thương hàn, bệnh tả, bệnh nị AMIP, nguy cơ nhiễm các bệnh truyền nhiễm đường ruột như norovirus và viêm gan A. Nếu bất kỳ người dân nào phát sinh những triệu chứng bất thường, nên đi tới các cơ quan tổ chức y tế càng sớm càng tốt. Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan vừa mới công bố thành lập Trung tâm Chăm sóc Y tế Phòng Ban Tân Nam và đã cho trang bị thêm phòng khám đặc biệt tân di dân, cung cấp các dịch vụ kiểm tra sức khỏe trước khi xuất cảnh và tiêm phòng vaccine. Bên cạnh đó còn thành lập thêm đường dây nóng tư vấn nhằm chăm sóc toàn diện sức khỏe quốc dân và tân di dân. Viện trưởng ông Trương Đức Minh cho biết, tân di dân tại Đài Loan điều trị y tế thường gặp vấn đề khó khăn do bất đồng ngôn ngữ. Do đó, phòng khám đặc biệt tân di dân không những được trang bị hệ thống đa ngôn ngữ mà còn có thêm các bản cam kết phẫu thuật và xét nghiệm được dịch thành tiếng Việt Nam, Indonesia, Thái Lan. Tương lai, mô hình này sẽ được thúc đẩy thực hiện tại các cơ sở y tế khác, giúp cho các tân di dân khám chữa bệnh thuận tiện hơn. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!